Tôi rất là vinh dự khi tham gia vào một cái vòng chung kết của cuộc thi ý tưởng kinh doanh Business Idea 2019 của trường Đại học Kinh tế. Sau khi chương trình này thì tôi thấy được rằng đây là một cái sân chơi, một cái đấu trường trí tuệ cho các bạn sinh viên với những cái ý tưởng kinh doanh đầy táo bạo và cũng rất là mang tính nhân văn. Và tôi cũng thấy đây cũng chính là một cái cơ hội để cho các doanh nghiệp, các tập đoàn tìm kiếm nhân tài và đầu tư vào những cái dự án đầy khả thi. Xin cảm ơn Truyền thông Sao và xin chúc cho cuộc thi thành công tốt đẹp.